Thưa quý vị và các bạn, nổi bật trong cung đường du lịch miền Trung, khu phố cổ Hội An như một bức tranh mộc mạc, giản dị và nên thơ. Dù là ngày hay đêm, du lịch Hội An vẫn mang trong mình những vẻ đẹp lôi cuốn khác nhau. Phiên chợ làng chài Tân Thành hình thành dựa trên mong muốn tạo nên một sản phẩm du lịch mới, có sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, du lịch, mang nét văn hóa đặc trưng để rồi từ đó tạo nên điểm nhấn cho du lịch Hội An. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Ly nhé. Chợ phiên Tân Thành thường tổ chức vào dịp cuối tuần ở làng chài nhỏ ven biển thành phố Hội An, Quảng Nam. Phiên chợ gây ấn tượng với du khách bởi những sản phẩm xanh và nhiều trải nghiệm cộng đồng thú vị. Chợ phiên làng chài Tân Thành ra đời từ cuối tháng 9 năm 2020, trong giai đoạn đầu du lịch Hội An vắng vẻ, trầm lắng do dịch Covid-19. Người dân và các doanh nghiệp du lịch Hội An muốn tạo luồng sinh khí mới, vừa là điểm đến cho du khách vui chơi ban ngày, vừa nhóm lửa phục hồi du lịch. Với phương châm bán chứ không buôn, hàng hóa trao đổi tại chợ phần lớn là hàng thanh lý, đồ cũ, đồ nhà làm, đặc sản địa phương, trong đó đồ dùng cũ chiếm hơn một nửa. Đối tượng tham gia chủ yếu là các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch đang sinh sống và làm việc tại Hội An, kể cả người nước ngoài. Du lịch xanh là xu hướng tất yếu, trong đó làng chài Tân Thành đã thành công trong việc truyền cảm hứng về một mẫu hình du lịch bền vững. Và bây giờ mời quý khán giả của chương trình Bạn Có Biết chúng ta cùng trải nghiệm một số các hoạt động tại làng chài Tân Thành. Xin chào bạn. Dạ, em chào chị. Đây là làng du lịch cộng đồng A Roan của A Lưới, Thừa Thiên Huế. Ngày hôm nay thì mang đến cái không khí của lễ hội này thì bạn giới thiệu sản phẩm gì đặc trưng của quê hương bạn? Đây này, vì bà con thường đi làm rẫy hoặc đi lên nương sau khi buổi đêm dệt, ngồi dệt cái tấm này, tranh thủ, không phải là chuyên môn ngồi dệt. Là sau những cái khoảng thời gian mà ở trên rẫy và dệt lên những cái sản phẩm như thế này, tấm thảm như thế này và kết thành áo. Bà con ngồi dệt hàng ngày, cái đó là từ tháng 9 đến tháng 1 là bà con ngồi dệt, nói chung là hàng ngày nhà nào cũng phải ngồi dệt vì cái này là truyền thống của bà con từ rất lâu đời rồi, ưa chuộng nhất là ở Quảng Nam. Cơ tu ở Nam Đồng. Bà con của chúng ta rất là khéo tay phải không? Rất là cảm ơn cộng đồng du lịch của A Roan A Lưới Thừa Thiên Huế đã tham gia cùng lễ hội lần này tại làng chài Tân Thành và mang những cái sản phẩm đặc trưng vùng miền của mình để đến quảng bá cho du khách và người dân ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, và một gian hàng tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm ngày hôm nay đó là làng du lịch cộng đồng Ano A Lưới Thừa Thiên Huế. Và xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì để cùng đến tham gia vào lễ hội lần này tại làng chài Tân Thành thì các bạn đã mang những sản phẩm gì của quê hương mình? Bạn có thể giới thiệu cho khán giả của chương trình được biết ạ? Có nhiều sản phẩm như nếp than của đồng bào Ba Cô, và có thảo mộc là thảo mộc để uống cho thanh lọc cơ thể. Thanh lọc cơ thể là hạt tiêu rừng của đồng bào. Và đây cũng là tiêu rừng nhưng cái này cũng khác so với cái này. Cái này là bỏ thêm lá, cái này chỉ có hạt để mà chúng ta như thế này. Thì bà con cũng đã tốt nghiệp để mà làm, để mà đưa ra sản phẩm. Và đây là mật ong. Là mật ong nguyên chất của đồng bào Ba Cô. Khi người trên đồng bào lên các rừng sâu để mà kiếm ra những giọt mật ong như thế này. Dạ, đây là sản phẩm của Ba Cô đến đây của thiên nhiên ban tặng cho đồng bào khi mà ra đây để cùng các bạn biết là sản phẩm trên đồng bào mình có như thế này. Cảm ơn các bạn của làng du lịch cộng đồng Ano đã mang những sản phẩm rất là đặc sắc của quê hương mình đến giới thiệu với du khách cũng như là bà con tại làng chài Tân Thành, phố cổ Hội An. Và các bạn có thể là giải thích thêm nữa thì ví dụ như là đây là hình như là mình thấy là đây là món muối phải không? Dạ. Muối để mà chấm ăn cùng trái cây. Thì giữa cái loại muối này với muối này thì thấy có hai cái bạn đó là có một cái có trộn thêm cái phần lá và một cái thì không. Thì cái cách làm như thế này thì với cái công dụng gì?
Dạ đây thì cái loại chày cái này là mình rang ớt của đồng bào của mình rang cho cô và mình rang cái hạt tiêu rừng để mà hòa trộn với muối ớt tiêu rừng và mình bảo rồi mình trộn vô để mà có hương thơm của hương vị của núi rừng khi mà bán ra khách để khách có thấy cảm thấy mùi vị của ớt của bên đồng bào sẽ khác hơn với đồng bào của mình. Rất đặc biệt. Và nhưng mà công dụng như nhau, có nghĩa là mình cũng áp dụng khi mà mình ăn trái cây, khi mình chấm để tạo thêm cái hương vị nó mặn hơn hoặc là đậm đà hơn cho từng cái món ăn. Rồi ngoài ra thì ví dụ như là cái này, món này thì đây là những cái sản phẩm, những cái loại thảo mộc quý từ vùng của mình hay sao? Có bao nhiêu loại trong này? Dạ, ở đây thì bên em chỉ có làm một loại của mình thôi ạ. Yên trần, khi mình uống sẽ mát gan, dễ ngủ và ăn ngon. Ở đây bà con đã bên rừng kiếm cái yên trần này và về phơi và sắp nhỏ để bán cho du khách. Rất là cảm ơn các bạn đã chia sẻ về những sản phẩm của làng du lịch mình và giới thiệu đến bà con, cộng đồng cũng như là du khách. Ngày hôm nay bộ trang phục truyền thống của các bạn cũng rất là đặc biệt, các bạn có thể giới thiệu thêm để khán giả được biết. Đồng bào Paro của chúng tôi thì ở đây thì trang phục truyền thống là thủ cẩm như thế này, nhưng mà đặc biệt bên các dân tộc khác thì nó có hoa văn cái cườm, nhưng của dân tộc Paro thì nó chỉ có là vải như thế này, không có cườm. Làng du lịch của Ano đi có bao nhiêu thành viên? Dạ, chỉ có 2 thành viên. Chỉ có 2 thôi, nhưng mà các bạn đang mang rất là nhiều những sản phẩm đến chia sẻ cùng bà con. Cảm ơn các bạn và chúc là những cái sản phẩm của chúng ta sẽ được mọi người đón nhận và tuyên truyền rộng rãi hơn để mọi người cùng nhau chia sẻ những cái công dụng, những bí quyết để chúng ta khỏe hơn, vui hơn. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những sản phẩm thủ công mà chúng ta vừa trải nghiệm tại các làng du lịch cộng đồng từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, vân vân. Ngay sau đây thì xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những sản phẩm thủ công của xóm thủ công Hội An. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái sản phẩm rất là đặc biệt được tinh tế như thế nào từ những bàn tay của những người con quê hương nhé. Chào em. Chương trình bạn có biết ngày hôm nay rất là vui vì đã tham gia lễ hội này, để rồi chúng ta sẽ tạo nên những sản phẩm rất là ấn tượng để giới thiệu và quảng bá ơn về chương trình lễ hội của chúng ta. Em có thể tự giới thiệu về mình. Em là Trương Misa. Chào Misa. Em đang là người tổ chức bạn Misa có thể nói là leader, là header, tổ trưởng của cái xóm thủ công mỹ nghệ Hội An. Thì bình thường thì cái xóm thủ công Hội An của mình, chị Lý nhớ là hình như nằm trong khu phố cổ. Thường thì cái xóm thủ công của em nằm ở 06 Lương Như Bích của phường Cẩm Nam. Dạ, phường Cẩm Nam. Thì nó hội tụ rất là nhiều cái sản phẩm thủ công. Và hôm nay thì là cùng với chợ phiên Tân Thành thì tụi em cũng ra đây để giới thiệu cho các bạn biết những cái sản phẩm thủ công của mình. Wow. Mặt hàng thủ công về da. Rất là nhiều sản phẩm về da. Về da thì đây là những cái sản phẩm mà về da. Da thật luôn đấy. Dạ, da thật thủ công và làm hoàn toàn bằng tay. Và bên cạnh đó thì là tụi em cũng có cái số thủ công, là thì tụi em có nhiều rất là nhiều nhân viên khác nhau. Ví dụ như đây là cái gian hàng macrame. Macrame là một nghệ thuật dùng những cái thắt để làm lên sản phẩm. Đây người ta gọi là macrame. Đây là gian hàng này là của bạn Thiên Châu. Thì là bạn cũng là một thành viên của số thủ công chuyên về cái nhà gian hàng macrame. Thì bên cạnh đó thì gian hàng số thủ công là còn có móc len thủ công. Móc len thủ công là của bạn Thảo. Thì đây là những cái túi sách nè, mũ nè. Ví dụ như đây là những cái sản phẩm theo tay của bên em, của số thủ công là hoàn toàn về theo tay trên đi, chất liệu linen. Chất liệu linen, cái này theo tay rất là độc đáo, tạo cái điểm nhấn cho cái áo đầm của mình. Rất là nhiều sản phẩm. Thì bạn có thể chia sẻ thêm là xóm thủ công Hội An là được thành lập như thế nào và cơ duyên nào mà đưa các bạn trở thành một cái xóm thủ công Hội An, để rồi có thể nói rằng các bạn tập hợp lại như là một cái cộng đồng làm thủ công. Dạ, và ban đầu thì là tụi em chỉ có 2
ngoài cái cửa tiệm, đó là cửa tiệm mà Thư Thả Store và cửa tiệm da sa tế. Sau đó thì là tại vì thấy cái xóm nó cũng hơi nghèo nàn, thì là thêm có một cái anh mà chuyên về đi khắc gỗ, là một cái anh Tú đi khắc gỗ thì anh cũng về đó. Và sau đó là tụi em vẫn còn thấy nó hơi gọi là chưa có không khí lắm á, thì tụi em mới tổ chức những cái buổi chợ phiên ở đó. Và từ đó thì là tụi em mới kết nối rất là nhiều bạn, ví dụ như là chị Soi nè, làm đồ tái chế tái chế vải mục, hoặc là bạn Chi Châu là làm về mắc ca me, rồi bạn Thảo là làm về móc len, hoặc là chị Thư thì là làm về những cái hàng theo tay. Và từ đó thì là tụi em mới suy nghĩ lên cái chuyện là bây giờ mình có thể hình thành một cái xóm, gọi là xóm cộng đồng, và cái số tụ công nó ra đời từ đó. Thì như chúng ta đã biết thì Hội An năm vừa rồi thì đã tham gia vào là thành viên của mạng lưới sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên hai mảng thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian. Và có thể nói rằng thủ công xóm thủ công Hội An một lần nữa lại tạo thêm một cái điểm nhấn để rõ hơn, rõ nét hơn cho thành phố Hội An tham gia vào mạng lưới này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn. Chào các khán giả của bạn có biết, sau khi mà chúng ta đi một vòng để trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm thủ công ngay trong cái phiên chợ ngày hôm nay, thì chắc cũng đã phải mỏi mệt rồi. Chúng ta cũng phải tìm một cái loại nước gì nó đặc biệt mà nó khác lạ từ trước đến nay. Ly thấy cũng rất là lạ, vì trước mắt chúng ta ngay bây giờ thì Ly đang có mặt tại Vegan Shop, thì cũng là một trong số rất là nhiều nhãn hiệu của xóm thủ công Hội An. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thành viên của Vegan Shop và cùng xin chào bạn ấy và nhờ bạn ấy chia sẻ thêm những cái thông tin về những cái loại nước uống đặc biệt của shop ngày hôm nay quý vị nhé. Xin chào, bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, mình tên là Nhung. Chào Nhung. Dạ, Nhung là người Hội An luôn hả? Dạ, Nhung đến Hội An và định cư ở đây. Nhung mới đến Hội An mình đó, cái sản phẩm đó là mật hoa dừa. Mật hoa dừa là cái nước uống giải khát. Dạ, nước uống giải khát tự nhiên 100% từ cái bông hoa dừa đó ạ. Thì ở đây đặc biệt của nó đó là chỉ số đường huyết rất là thấp và có thể khả năng là bị khoáng chất bị điện giải, cho nên là giải khát dùng rất là tốt. Đây là một cái chất tạo ngọt mới bây giờ để có thể thay thế cho, ví dụ như thay thế cho mật ong, thay thế cho đường, bởi vì cái chỉ số đường huyết của nó thấp cho nên là có thể hỗ trợ cho những cái bệnh nhân bị tiểu đường có thể dùng được. Thì ngoài cái sản phẩm mật tươi đây mình để giải khát ra thì mình còn có cái sản phẩm mật cô đặc. Mật cô đặc thì mình dùng cũng có thể là để thay thế để pha nước, pha trà, hoặc là mình có thể nấu ăn trong các cái loại và bên cạnh đó nhưng còn có cái xì dầu nữa. Xì dầu này cũng là 100% là từ mật hoa dừa với lại muối thôi, có hai thành phần duy nhất, đó là thành phần không đậu nành, cho nên là mình dùng kiêng đậu nành rất là tốt và tỷ lệ muối của nó cũng rất là thấp cho sức khỏe. Từ mật hoa dừa, từ mật hoa dừa làm ra được rất là nhiều món. Và bên cạnh đó mình còn có giấm cũng là từ mật hoa dừa, là của dạng mật lên men. Đường mật hoa dừa thì mình có thể mix với lại ở đây là bột rau má, đậu xanh, bột và tạo ngọt bằng cái đường mật hoa dừa. Đường mật hoa dừa là cái dạng túi mật như thế này. Và các cái sản phẩm mật hoa dừa sắp fan này thì là đã có ở các cái cửa hàng thực phẩm sạch ở trên toàn quốc rồi, và cũng đã phân phối và xuất khẩu đi các nước châu Âu. Bởi vì tất cả đều đã có chứng nhận hữu cơ quốc tế là rất là yên tâm sử dụng. Thật là tuyệt vời, cảm ơn những chia sẻ của Nhung ngày hôm nay. Và chúc cho những sản phẩm của Vegan Shop sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa, mọi người biết đến nhiều hơn và sử dụng rộng rãi hơn. Cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta đi một vòng với rất là nhiều trải nghiệm từ các sản phẩm thủ công của các làng du lịch cộng đồng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, và thậm chí là đến xóm thủ công của Hội An và những sản phẩm nước uống rất là đặc biệt ngày hôm nay tại phiên chợ của làng chài Tân Thành, thì Ly tin chắc rằng quý vị cũng như Ly đã chọn cho mình một trong những sản phẩm rất là ưng ý từ phiên chợ này, và hy vọng rằng chương trình Bạn Có Biết sẽ mang đến nhiều cái trải nghiệm rất là thú vị cho những khán giả yêu mến chương trình. Và chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Một lần nữa kính chúc quý vị thật là nhiều niềm vui và xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.